Ta xin mến chào các bạn khán giả đang đến với chương trình Sự Thật Thật Sự mùa 2. Và chương trình Sự Thật Thật Sự do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty TV Hub thực hiện. Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều sự thật mà không thể ngờ đến. Thì ngày hôm nay chương trình Sự Thật Thật Sự mang đến những điều đó cho các bạn khán giả, và tất nhiên phải thông qua những phần biện luận cực kỳ gay cứng đến từ các bạn biện luận của chúng tôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón những nhân vật không thể thiếu của chương trình. Đó là ban biện luận đầu tiên, đó chính là ban biện luận của nghệ sĩ Anh Đức và nghệ sĩ Ali. Chào đón nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm và Missy. Dạ chặt đủ rồi ạ. Đây. Hồi đầu tao giờ mà. Dạ. Lê MC nói sai là giả chặt mặt liền. Trời ơi, tôi tưởng là chặt gà không á. Mày giả chặt mà MC. Hay mà đố nè, hay mà bắt hát nè, hay mà làm thơ khúc đầu nè, mà không cho tập trước nè. Lật dạ cái mặt liền. Vô đi được không? Đúng rồi. Nè, khúc đầu mà không tập trước đó. Okay. Mà bắt làm thơ, bắt hát là ta 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 ta. Được rồi, vô đi ạ, vô đồng hồ đi. Ok, à, rồi, xin mời các bạn vị trí. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai đội chơi ạ. Đội chơi đầu tiên với cái tên nó cũng trùng với lại chủ đề chúng ta đó, TV. Rồi bà con cô bác ơi, còn vài lá vé trên tay. Những lá vé rưỡi nhiều mai luôn. Có thương thì thương cho chó, mà có gọt thì gọt cho chân. Để tập vô mà tội nghiệp tụi em luôn quý vị ơi. Dạ dạ dạ. Gì đây mày, gì đây mày, gì ra mày, hey. Gì đây. Tiếng trống mê linh, tiếng trống đồng mà ngọc nữ, yeah. Ai chê phụ nữ không đủ sức chi tại 22. 22, 22. Vô. Dạ, hết. Dạ, đội của chúng em đến đây với cái tên thiệt là dễ thương. Đó là TV. Em tên là An Nhi. Hiện tại thì em buôn bán hàng online. Em sống tại Phước Long, Bình Phước. Còn em tên là Nguyễn Hồng Sơn. Em quê gốc của em đó chính là Kiên Giang. Và em đang sinh sống làm việc tại Bình Phước. Công việc của em cũng chính là kinh doanh online. Đúng. À, hình như là bạn này cũng hay livestream này nọ đúng không? Dạ, đúng à rồi, bây giờ dạ. Anh nhớ rồi. Hàng chí không ưa ta kìa mặt. Mưa dòng. Trời ơi, vừa nói xong cái môi trời đây cả thước luôn rồi. Lành mạnh chút anh ha. Lành mạnh gì em? Anh à, em cũng không có sợ anh Dương Lâm Đồng Nai đâu anh ơi. Mời anh à, Bình Phước nói chuyện với Đồng Nai. Trời quá trời con này. Alo hacker hack bút sơn nha. Và đội thứ hai đấu với các bạn là đội tên điều khiển. Dạ chào mọi người. Đội em tên là điều khiển, tại vì em thấy là TV tôi hay mấy lạch hay cái gì cũng cần điều khiển đúng không? Thì em chỉnh hết mọi thứ. Dạ chỉnh bên đây, chỉnh luôn cho mọi người. Mọi người mới gặp rồi chỉnh rồi. Mình xin giới thiệu, mình tên là Minh Thuận. Nghề nghiệp hiện tại thì mình đang làm văn phòng và cụ thể là mình làm marketing cho một công ty. Marketing. Và dạ em tên là Vương Hà. Hiện tại em đang kinh doanh quần áo. Ủa Sơn đeo vàng nhiều, vàng thiệt, vàng giả đeo dữ không? Mua chung chỗ anh Lâm mua á. Vậy anh đeo đâu em, trời ơi. Chị là chị của em. Rồi mới khởi đầu chương trình thôi nha, mà chúng ta cũng đã thấy được quá nhiều tia lửa bắn qua bắn lại rồi. Và bây giờ xin mời hai đội chơi chúng ta sẽ cùng về vị trí ạ. Và Ngọc Trai xin giới thiệu luôn phần thưởng của chương trình ạ. Đội thắng cuộc ngày hôm nay, các bạn sẽ nhận về một phần thưởng rất là giá trị. Đó chính là một chiếc Smart TV iSlim Pro 43 inch chạy hệ điều hành Android 9.0. Đây là một phần thưởng đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo của chương trình. Và đội về nhì, các bạn cũng sẽ nhận được một phần thưởng, đó chính là một chiếc điều hòa không khí iCool một nửa dòng inverter siêu tiết kiệm điện năng. Và đây cũng là một phần thưởng đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những câu hỏi đầu tiên của Sự Thật Thật Sự. Và đây là câu hỏi đầu tiên của chương trình ạ. Missy muốn hỏi gì? Dạ không, em bị ngứa mũi. Ngứa miệng, ta ngứa miệng thôi. Giờ ta muốn hỏi. Để ý Missy hay gì á? Khi nào ta cần, người ta bấm cần, ta bấm chuông, ta kêu, tự nhiên ta vừa mới ngứa mũi cái để ý à. Tại vì là lỡ rồi, em vừa quay qua đây tính hỏi bên đây xong cái là bắt gặp cái tình huống đó mà, thì em hỏi thôi.
hay lắm, hay giải thích lắm. Nhà vợ coi đang coi chương trình đó, vợ con á đang coi nha. Đang bồng con, tin anh mà đúng không? Con đó. Vợ tin anh mà đúng không? Em biết mà. Và câu hỏi như sau. Vật dụng nào sau đây dễ phát nổ? Bột giặt, có hút ẩm, rèn. Dạ. Tụi tôi nhường câu trả lời cho bạn ạ. Gì mà ngăn ngược quá vậy? Tại vì đội tôi có người mới cho nên chưa có gọi là hòa nhập. Đó là bột giặt. Bột vô lý. Ủa sao anh nín họng vậy? Anh nín họng vậy? Đúng. Bột giặt. Tại bột giặt tại sao lại có cơ chế nổ? Bây giờ chúng ta sẽ diễn một tiểu phẩm. Ờ, à, có tiểu phẩm luôn kìa. Người có cần minh họa không ạ? Đây minh họa. Em có phụ không? Chẳng hạn như đây là em diễn vai trong nhà là một cô vợ nội trợ rất đảm đang, mặc dù cái vai đó là không phải con người thật của em. Em hả? Bà Vú giờ này đang bồng đứa con ở trong bỏ vai. Bỏ vai hả? Bỏ vai không nhận vai này à. Trời ơi. Vai này không thích hợp với em à. Em đang theo hình tượng nam tính. Em phải giặt vũ nha. Chồng về chồng mệt mỏi thì nhiều khi đàn ông vô tâm sẽ không để ý. Em cứ kêu hoài mà anh không để ý, em phải nóng giận lên. Dạ. Ok. Em phải nóng như vũ em suy nghĩ rồi. Giận giống bà Vú không? Giận giống bà Vú. Rồi. Đi làm về nè, giặt đồ đi. Trời ơi. Khoan cho bà Vú thổi một câu à. Bà Vú à, con giặt áo giùm chứ không. Hồi đó tới giờ chỉ có bà Vú giặt đồ trong nhà thôi. Mà bây giờ bà Vú đem cái áo của bà Vú ra cho bà chủ giặt. Quá tuyệt vời nha, bây giờ bước về. À, dạ. Em đang làm gì đó? Em đang giặt đồ, giặt cái áo Vú nè. À, nói chung là em cứ giặt tiếp đi. Ngày hôm nay anh là phải đi tiếp khách. Nè, anh. Cái gì? Anh ơi. Hả? Nãy em giặt đồ em mệt muốn chết rồi, tay nó bị móc hết rồi, chảy máu luôn nè. Tại sao ở nhà có bà Vú? Em không kêu bà Vú bà giặt đồ mà em giặt nhiên giờ mát gì anh? Bà Vú đang coi em bé. Bà Vú coi em bé thì tại sao em không bồng em bé cho bà Vú giặt đồ? Ông chủ. Hả? Vô Vú ru ngủ. Đi. Đi à. Thấy chưa? Cái này em không thể đổ lỗi cho bà Vú được. Coi nè, coi đứa nhỏ giống hai đứa mình ghê không? Cái đoạn này là không có trong kịch bản. Ủa vậy hả? Cái đoạn này là nó tuyệt diện tình yêu trái ngang của bà Vú. Yeah. Tập 2. Hết rồi, quên, vô tập 2. Anh lộn rồi. Trời ơi. Cái gì? Nhưng mà vậy là nãy giờ em giặt đồ nhiều quần áo cho anh rồi này, nó cuối cùng tay em nó bị nát hết rồi. Thì ngày mai anh sẽ mua máy giặt cho em nha. Còn bây giờ em cứ giặt tiếp đi, anh mệt vô ngủ. Ê, làm vừa phải thôi chứ. Cái gì hả? Nãy giờ hả là em đã nói chuyện nhẹ nhàng với anh bao nhiêu thì anh lại không chịu nghe. Em nói là em rất là mệt mỏi giặt đồ. Cái gì em? Cái bột giặt nó rất là hại, anh có biết cái điều đó không? Nãy giờ em làm việc rất là cực khổ thì anh thì đi ra ngoài ăn uống rồi anh chơi vơi hả, rất là khó chịu. Trời ơi. Bùm. Gì vậy hả? Tiếng gì vậy? Tiếng nổ, bịch bột giặt nổ. Hả? Ủa? Cái sự logic ở đâu vậy? Tại vì bột giặt nó là cái vật dụng mà ở gần cái người phụ nữ nhiều hơn là đàn ông. Mà phụ nữ thường hay nóng giận ở trong gia đình. Cho nên là cái sự nóng giận của phụ nữ nó sẽ là một cái yếu tố châm ngòi cho cái bịch bột giặt nổ. Trả dai nha. Trả dai hả? Dai không có số phận, chán ghê. Khi mà các bạn á, cái mình đánh bột hay gì đó, bột nó đang bay là trong cái không khí nó bột nó nhiều quá trời, mà các bạn đốt một cái gì đó cái là nó bùm, là tất cả loại bột là đều dễ bị những cái trường hợp đó. Cho nên những cái chỗ nào mà có đánh bột nhiều á thì người ta luôn luôn nói là đừng có bật đèn, nó phải cái bột nó phải rơi xuống rồi thì muốn làm gì làm. Và cái trong cái bột, các loại bột đó, cái nguy hiểm nhất đó là bột giặt mà chúng ta không bao giờ để ý. Tại vì trong cái bột giặt thì lại nó có cái chất tẩy, và cái chất tẩy á nó làm cho cái da của mình nó, nhiều người mà giặt bằng tay này nọ đó là cái tay của mình nó, nhiều người nó bị xẹm. Cái đó gọi là gì anh? Da nó lăng ban à? Bị lột da. Bị lột da. Ứng da.
đó, cho nên là bị lột da, bị bong tróc. Khi mà dùng cái bột giặt mà nó đang bay bay phủi phủi mà trong cái lửa thôi là nó sẽ nó bùng nổ, mà nó bùng nổ nặng hơn là những cái bột khác. Dạ, xin mời đến phần bình luận của Lê Dương Bảo Lâm và Misty ạ. Thì cái câu chuyện này chỉ có thật 100% của Lâm. Lâm còn nhớ là năm Lâm học lớp 9 nha mọi người. Trời nha. Trời ơi, 100%. Rồi, đó, Lâm học lớp 9 nha. Là bữa đó Lâm nhớ là đúng 12 giờ trưa. Là em học buổi sáng anh Đức. Bữa đó em về em đói bụng cồn cào lắm. Nhưng mà em vẫn hát nha. Tan trường, tỏ tung bay tựa mây trắng. Em có hát bài đó. Cái tự nhiên em thấy bụng mình cồn cào quá, em mới dòm xung quanh để coi có ai bán riêu bún mắm gì hay không. Em dòm tới dòm lui em không thấy ai hết. Thì em nghe một cái gì đó phấp phóng rồi sao quát, anh Lâm quát. Ơi. Đó, anh Lâm ơi em Lâm quay ơi. Lại thì ra đó chính là bà Tám canteen trường em. Thế là em nghĩ trong đầu là cô ta là không có bán là bún riêu bún mắm. Em lại hỏi cô ta bán cái gì. À Tám ơi, Tám bán cái gì Tám? Cô bán khô gà con. Bán khô gà cho con bột khô heo lá mốc mật. Wow, thế là cầm bịch khô heo lá mốc mật lên. Mà em quên trả tiền, bà Tám chửi em. Sao em không trả tiền? Dạ, tiền nè. Đó, thế là Lâm. Em... Con này thổi nhiều vậy, gì? Thiếu. À, thiếu à, dạ đây. Đó là những chi tiết nè, được không ạ? À? Đủ chưa? Dạ. Tạm biệt Tám. Thế là em cầm cái... Lâm. Con cái gì vậy nha? Thiếu cái này rồi con. Không, nó có trong này rồi là khô heo lá mốc mật là phải có trong này rồi. Dạ. Ôi vậy hả? Ok. Là em mới cầm cái ly khô heo lá mốc mật, em mới chạy tung tăng trên đường. Em đi em nhìn qua, nhìn lá, nhìn cỏ. Má. Cô lên đường cao tốc rồi. Má con gọi kìa. Gọi gì? Má kìa, sao má đón mà con đi đâu mất tiêu rồi. Dạ nó lát má con về, được rồi Tám ngủ đi nha. Phân đoạn là Tám ngủ đi Tám. Cái em đang chạy em ngắm trời ngắm mây, trong khi chạy mà em vừa ăn khô heo lá mốc mật, vô tình em ăn hết cái hũ và em ăn luôn gói hút ẩm. Ôm à. Trời ơi, em nuốt luôn gói hút ẩm anh. Thật sự lúc em nuốt xong cái tự nhiên em nghe bụng em nó rim rim. Em tưởng là em bị trọt bụng gì đó, nhưng mà em nhớ lại là em đã nuốt cái gói hút ẩm. Và trong bụng em mới đổ lạch tạch đúng 3 tiếng đồng hồ nó mới thôi. Lúc em chạy là em chửi bà Tám. Bà Tám, tại sao vậy? À, đau bụng quá. Ủa Lâm, con chưa về hả? Tại sao mà bán buôn gì kỳ vậy? Bà bán sao? Bà bán khô heo lá mốc mật mà có cái bịch gì trong đó, con uống vô con nổ bập vậy. Trời ơi Lâm, con không biết hả? Biết gì vậy Tám? Gói hút ẩm đó. Đó, nhưng mà trước đây bà Tám chính là giáo viên dạy quá, bà đã về hưu. Tám, sao vậy Tám? Lâm à. Dạ. Để Tám giải thích cho con hiểu. Dạ. Cái gói đó là nó có tính năng của nó là hút ẩm. Wow. Chứ không phải để ăn. Nó là hợp chất gì vậy Tám? Nó là hợp chất H2CL2SO8. À, là cái nguyên tố của cái hút ẩm. Đúng vậy, nó có rất là nhiều nguyên tố, nhưng mà cái nguyên tố là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất. Khi không mà biết nó... tại sao không? Tại sao vậy Tám? Tại sao mà lại nổ trong bụng con? Khi mà con ăn vào á. Dạ. Trong bụng của mình tiết ra axit. Axit amin. Amin là trong cái miệng. Ồ vậy hả? Axit. À, quên. Trên đây là ra axit. Ra axit. Xong rồi nó sẽ tác động với SO8. Chưa có nổ. À, chưa nổ. Thêm một cái sự nóng trong cơ thể của mình. Cơ thể người là 37. Nhưng mà với cơ thể của Lâm, Tám nghĩ chắc là 39 rồi rồi. Dạ, rồi sao nữa Tám? Tại vì con hoạt động nhiều quá. Dạ. Thì nó sẽ tác động gây kết tủa. Kết tủa. Thì kết tủa đó là con phải đi ra, đúng không? Đúng rồi. Thì con có cái gì kết tủa trong người thì nó đi ra. Là nó nổ. Đúng rồi, nó nổ bạch. Thế là em chạy một mạch tới bệnh viện 115 anh. Rồi cái tới nơi em khám dạ dày của em thì trời ơi bác sĩ nó, trời nó nổ như cái rổ rồi. Đó là bác sĩ khâu 8 mũi ở dạ dày em. Và tới từ đó em rất là sợ gói hút ẩm. Và đó là câu chuyện có thật của em luôn. Cho nên mấy em hãy tin anh Lâm nha. Gói hút ẩm là nó nổ ghê lắm. Mời em ạ. À. Cho em hỏi, thường là hút ẩm bỏ vào thức ăn, tại sao nó có cái chất mà nó ghê như vậy, rồi lỡ người ta không biết người ta ăn. Em ơi, nó đã bao bọc ở một cái lớp bên ngoài rồi nha. Chỉ có thứ mà vô ý thức với anh, anh mới nuốt một cái bịch đó thôi. Đây, còn đây, người đây. Bình thường người ta sẽ thấy, đúng không? Nó sẽ như thế này. Eat. À, do not spit, dịch tiếng Việt là gì? Eat. Đừng có ăn. Đừng có ăn. Rồi trẻ em thì sao? Gặp em không biết tiếng Anh thì sao? Nó có tiếng Việt nữa. Ủa, em nhìn đó này em nuốt luôn hả em? Hả? Em nói là trẻ em chứ trẻ em là có cha được. Có mẹ kèm cặp nha. Ăn gì là đút hả họng ra đút chứ không bao giờ mà đưa cho con hết. Mà nếu đưa cho con, bởi vậy các trẻ em hãy coi chương trình Sự Thật Thật Sự để biết, để mà biết và chúng ta không nên ăn. À, chứ lại ngày xưa là kẹo nổ nha, là có nguyên tắc đàng hoàng.
Ngày xưa là nhà sản xuất ta sản xuất kẹo thôi, nhưng mà đi tới nước này nước kia nhiều khi nó bị chảy ra vì bên trong đó nó ẩm nhiều quá. Một ngày nọ thì một nhà sản xuất nó bỏ cái bịch này vô, cái vô tình nó kết tủa, nó nổ bẹp 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 ra, những viên kẹo nó bị nổ. Kể từ đó nhà sản xuất chế tạo được loại là kẹo nổ. Ăn kẹo nổ chưa? Trời, đó là kẹo nổ ơi. Hay thiệt. Vô lý đùng đùng. Mà nói là 100% có chuyện thật. Chơi ghê. Cho hỏi một xíu nè. Mời ạ. Lâm nói là cái gói hút ẩm nó phát nổ. Vậy thì trên thế giới đã có cái vụ nổ nào vì gói hút ẩm chưa? Dạ có. Năm 1925 tại Anh. Thì vô tình anh đó anh ăn một cái pizza. Anh đang ăn ngoài sân vận động. Đúng 12 giờ khi mà anh ăn hết cái pizza. Và anh cầm cái hộp pizza, anh mới quăng ở đó. Vô tình kết hợp với ánh nắng, tia nắng mặt trời, nó chiếu rồi tiêu UV, tiêu ơ, những cái tia rất là độc, nó chiếu thẳng vô cái bịch gói ẩm và nó làm cái vụ nổ cái bùm. Ban đầu là cái bùm nha, bắt đầu là cái bùm, nó nổ từ từ, bùm 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 bùm, nổ từ và khoảng 5 phút sau nó làm cái đúng vang chấn động nước Anh năm đó. Rất giả. Gì? Tại vì bánh pizza là làm ra ăn liền chứ đâu phải là bỏ trong cái gói bảo quản đâu, phải bỏ cái gói hút ẩm đi vô trọng ăn. Pizza. Cái này là anh nói là pizza là cái đồ thuộc pizza đó. Cái đó ăn cũng được đó anh Lâm. Mà... cái đó ăn sao anh à? Cái pizza bằng kẹo, anh nói cái pizza cái cây thuộc bằng kẹo, cái nhà sản xuất người ta đã làm cái cây pizza hình kẹo, hiểu không? Anh nói là cái cây pizza cho anh không hề có cái bánh pizza. Em sao vậy? Dạ em đâu có làm sao đâu, tại vì anh quá tài. Cái cây pizza làm bằng kẹo sô cô la. Bên đây là bột giặt, bên đây là gói hút ẩm. Hai đội sẽ cho trai biết được sự lựa chọn của các bạn sẽ thuộc vào ban bình luận nào nhé. Đầu tiên ở bên đây ạ. Bột giặt chắc chưa? Dạ chắc luôn. Và bên đây ạ. Dạ đội của em cũng là bột giặt ạ. Chúng ta sẽ hỏi ý kiến của các bạn khán giả ở phía sau lưng mọi người. Các bạn khán giả ở bên phía đội điều khiển ạ. Rồi 12 người. Bên đây ạ. Hai người. Vật dụng nào sau đây dễ phát nổ trong gia đình? Ở bên đây nói là bột giặt, bên đây nói là gói hút ẩm. Và cả hai đội đã lựa chọn là bột giặt rồi. Và đó là một sự lựa chọn. Không chính xác. Thấy chưa? Thấy chưa? Hả? Vật dụng dễ phát nổ trong gia đình là gói hút ẩm. Gói hút ẩm thường xuất hiện trong các gói bánh được sản xuất từ nguyên liệu chủ yếu là canxi oxit và silica gel. Canxi oxit thường được gọi là vôi sống. Thì nếu như mà vôi sống mà gặp nước thì chắc chắn là phải sản sinh ra nhiệt rồi đúng không ạ? Vì vậy nếu lỡ cho gói hút ẩm vào bình cốc giữ nhiệt mà nó có nước thì cái việc gây cháy nổ hoặc là nó bung ra một cái một là điều không thể nào mà tránh khỏi. Và với sự lựa chọn đầu tiên, hai đội đã đặt nhầm niềm tin rồi. À. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 của sự thật thật sự ạ. Câu hỏi như sau. Ai là cha đẻ của chiếc tivi? Hết. Ren, tôi không nhận. Đóng cửa. Không nhận. Con, mình xin mời các bạn. Đúng rồi. Lúc trước thì mình bấm chuông trước là có quyền nhường. Đúng rồi. Ghê thiệt. Nãy đội kia bấm chuông nhường tôi, bây giờ đội tôi bấm chuông nhường. Câu hỏi là gì, đọc lại ạ? Ai là cha đẻ của cái chiếc tivi? Cha đẻ nha. Cha đẻ. Đúng vậy. Quá dễ luôn. Kính thưa quý vị các bạn, trước mặt chúng ta đang là một chiếc tivi ở thời hiện đại với thiết kế cực kỳ tinh xảo, màn hình tràn viền anh nha, âm thanh và ánh sáng cực kỳ sống động. Nhưng cái đây là hiện đại rồi. Nói về cha đẻ của chiếc tivi thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại 50 năm về trước. 50 năm gì? 50 năm à? 60 năm về trước. Lúc đó có một anh chàng mang tên là Trọng Thi. Tên tiếng Anh ngoài sau là gì ạ? Dạ, André. André Trọng Thi là người Việt gốc Pháp. Thế là anh ta rất là thông minh, đầu óc của anh ta rất là giỏi luôn. Một ngày nọ thì hai đứa con của ảnh, một bé tên Ti, một bé tên Vi, hai đứa mới chạy xung quanh nhà vậy đó.
mà hai đứa nó hát giỏi, nó diễn kịch rất là giỏi luôn. Thì anh mới suy nghĩ, trời ơi, con mình nó giỏi như thế này, mình phải lưu lại cái khoảnh khắc mà đáng yêu như thế này thôi. Cái đầu trong đầu, trong cái nơi trong và cũng như là cái IQ của anh, nó chạy rồn rột trong đầu của anh. Thế là anh mường tượng ra một chiếc tivi để lưu lại khoảnh khắc cho những đứa con thân yêu của ảnh. Và anh suy nghĩ trong đầu là, trời ơi, bây giờ phát minh ra rồi, đặt tên gì đây? Anh đi qua đi lại và anh nhớ là tên hai đứa con của mình là thằng Ti và con Di. Để thì đó, ảnh đặt là cái Ti Di. Chính vì vậy, cha đẻ của chiếc tivi đầu tiên là anh Andres Trương Trọng Thi. À, Bích Thi bổ sung nha. Em đến lượt em bổ sung. Cái màn hình kết nối với cái máy tính thành cái tivi thôi. Cái màn hình kết nối với cái bàn phím thành cái máy tính đó. Thế nên là em không thể nào quên được ông tổ được. Ông tổ? Ông tổ đập sáng. Đến năm ngày mấy là đám dỗ tổ? Ngày 12 tháng 11. Wow, ghê thiệt. Đó, ngày đó là ông tổ đã sáng chế ra cái màn hình để cho các thế hệ đời sau có thể tiếp tục công việc của mình. Thì ông tổ của em không thể nào quên tên ông tổ được. Ông tổ tên gì em? Andres Trương Trọng Thi. Wow. Đây, mình sẽ nói lại tại sao ông Andres Trương Trọng Thi, ông lại là cha đẻ của cái tivi. Bởi vì ấy, ông ấy là người đã nghĩ ra cái công nghệ chiếu hình ảnh lên một mặt phẳng. Và từ đó ông tạo ra cái máy tính. Mà tại sao cái máy tính liên quan tới cái tivi? Là bởi vì cái công nghệ chiếu hình ảnh lên một mặt phẳng đó, một người khác, người ta mới sáng chế ra cái tivi. Nhưng mà để xét về cha đẻ thì phải gọi là ông Andres Trương Trọng Thi. Bởi vì ổng là người khác là dựa trên cái công nghệ đó để tạo ra cái tivi mà. Thế nên cha đẻ thì phải là ông Andres Trương Trọng Thi. Một câu chuyện mà kiểu mới đẻ ra. Rồi, hỏi nào? Mới đẻ ra. Không, có sách vở viết truyền thuyết đăng quang. Dạ đúng rồi. Ở đâu mà nói anh bịa rồi hả? Anh làm streamer là anh biết à. Tôi dựa vào câu chuyện của anh chị để không, có những cái... Không, tôi không có bản quyền, tiền tính bản quyền. Tại vì tôi phải suy nghĩ cũng như là phải rất là nhiều công sức để có một câu chuyện này. Xin mời anh đưa tiền bản quyền cho tôi. Anh vừa mới nói gì ạ? Bản quyền. Các bạn đã thấy chưa? Rất rõ ràng những cái lập luận mà anh ta vừa mới đưa ra. Anh ta nói là bản quyền của anh ta, có nghĩa là câu chuyện anh ta vừa mới đẻ ra. Không. Lòi gì đúng không các chị? Tôi chỉ bị lẹo thôi. Kính thưa quý vị Bồi Thẩm Đoàn, bị cáo chúng ta đã vừa nói ra một cái chi tiết mà tự kết tội anh ta. Quá rõ ràng mà anh chị nhổ. Kính thưa các bạn, đây chúng ta vừa mới thấy một chiếc tivi. Ai cũng thấy rồi, khỏi nói nữa. Chúng ta hãy để ý kỹ câu hỏi, đó là cha đẻ. Hey, cái tivi này nó không phải là cái nó là chỉ là đứa con. Tại vì cái chi tiết nó quá rõ ràng. Tại vì cái tivi đó, cái tên khoa học đúng của nó được gọi là gì ạ? Tên tiếng Anh. Television. Đúng không ạ? Dạ đúng. Nhưng đó chỉ là tên tiếng Anh thôi. Cái nguồn gốc mà chính xác của cái television này, nó là bắt nguồn từ tiếng Pháp. Nó là television. Wow, đúng. Đúng chưa các bạn? Rất đúng. Television. Television in the buggy. Cho nên cha đẻ của chiếc television, yeah, là một người Pháp. Wow. Đúng. Là gì? Effelegon. Không, không. Anh là thuốc cảm. Nó nhức đầu. Anh hai bị nhức đầu không? Em ơi, John Lewis Baird là ông đó, là ông phát minh TV màu vào năm là 1925. Vào một ngày, và cái ngày sinh nhật của ông ta mới suy nghĩ ra cái cách để lưu lại hình ảnh của cha mẹ mình. Đó là ông ta sẽ sản xuất ra một cái con chip điện tử. Ông mới đưa cho thầy cô ông coi, khoe. Thầy cô ơi, gì con? Thưa thầy. Chào con. Con đã phát minh ra được một cái thiết bị rất là vi diệu. Hả? Mình bình thường con học rất là ngu muội, mà tại sao ngày hôm nay con được phát minh như vậy? Thầy không tin, thầy không tin. Con sẽ chứng minh cho thầy coi. Mời con. Từ cái đó là một cái động lực. Ờ. Thì có công chiếc ông suy nghĩ làm sao để có cái hình ảnh. Và ông là người công chiếu chương trình truyền hình đầu tiên, cho nên Harry nghĩ là ông đó là cha đẻ của TV. Một bên thì là đưa ra một cái nhân vật là Andres Trương Andres. Andres. Dạ, Andres Trương Trọng Thi. À,
Rồi, còn bên đây cũng đưa ra một nhân vật tên chính xác của ổng là John Logie Bear. John Bear. John Bear. Yeah. Rồi, John Bear. Rồi bây giờ là chúng ta cũng đã có được tên của hai nhân vật rồi đó. Bây giờ không biết là hai đội chơi chúng ta có thắc mắc gì không mà. Mình hỏi đội của Lâm là cha đẻ của TV thì sau khi mà ổng phát minh ra thì ổng cho ai xem đầu tiên và bao nhiêu người coi cái TV đó? Dạ ổng ban đầu là ổng mở lên thì nó rè. Tại vì lúc đó ông chưa sáng tạo được cái anten. Nó bị rè. Rồi sau 3 ngày sau thì ổng mới sáng tác ra được cái anten. Và khi mà ổng mở lên nó cũng rè. Thì ổng mới kêu con ổng ra cái anten là dặn bày lắc. Thì ra đài là HTV7. Trời ơi, mà là đúng chương trình của mình luôn đúng không? Đúng chương trình, thật sự. Thế là hai đứa con tiền gì á, vỗ tay quá trời, trời ơi chương trình hay quá. Là tính đến thời điểm đó là ba người coi ổng, còn Ti cũng gì. Ồ, đó, quá hay. Thì cho hỏi là cái chương trình đầu tiên ổng phát trên TV là chương trình gì? Chương trình ban đầu là ổng coi ké đài HTV7 là sự thật sự. Sau khi đó, không, ổng không phát chương trình, ổng là nhà sáng tác TV thôi chứ ổng phải là nhà sản xuất chương trình. Gài anh hả? Cũng mém nói bậy rồi. Ghê thiệt. Anh Đức nói là ông John Bear đó, thì vậy thì ổng phát minh ra năm nào? Năm 1942. Là năm 1924. Cái gì vậy anh? Ủa gì vậy anh? Kệ đi. Nói chung là khoảng khoảng đó. Chắc là đội chúng em sẽ lựa chọn đáp án của anh Đức. Mặc dù câu chuyện của anh Đức nó làm em bị rối não, nó chưa ra được cái gì, nhưng mà em cảm thấy nó có vẻ hợp lý. Trời, có người chọn anh em mừng đúng. Quá, có người chọn. Thì hai câu. Câu đầu tiên thì nét mặt của chị rất là chân thành. Câu thứ hai thì nét mặt của chị nó giả lại. Cho nên là bây giờ em quyết định em theo chị một lần nữa. Em tin chị. Tốt lắm. Ok, rồi, còn xin mời các bạn. Điều khiển, TV đã chọn rồi. Bây giờ xin lên mời điều khiển. Xin 3 giây nha. Dạ. 1 2 Hết. Vẫn là bên đây. Mình thật quá mà anh ơi. Mình thật lắm luôn á. Mình kể những câu chuyện có dẫn chứng rõ ràng. Rồi, bởi vì là hai đội đã lựa chọn giống nhau, là một lần nữa chúng ta phải hỏi ý kiến của các bạn khán giả. 6. Xin mời bên đây ạ. 11. Rồi, và trai xin phép được công bố đáp án ạ. Sự lựa chọn của hai đội là một lựa chọn chính xác. Chiếc TV đầu tiên trên thế giới được phát minh bởi John Logie Bear vào năm 1925. John Logie là một nhà phát minh người Scotland, chứ không phải là người Pháp nha mọi người. Ông là người đầu tiên giới thiệu công nghệ truyền hình màu sử dụng bóng đèn điện tử, đặt một cột mốc rất là quan trọng trong lịch sử phát triển của công nghệ truyền hình. Và ngày nay như mọi người cũng đã biết rồi đó, công nghệ chế tạo TV cũng đã phát triển rất là nhiều rồi. Và chúng ta có những cái chiếc TV nè, viền mỏng nè, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cái vấn đề là tối ưu hình ảnh, cũng như là giúp điều chỉnh về cái độ sáng của màn hình nữa, để cho đừng có hại mắt đó. Với câu trả lời vừa rồi, các bạn khán giả ở phía bên đội TV chọn nhiều hơn. Và 10 điểm đầu tiên đã thuộc về đội TV. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3 của Sự Thật Thật Sự. Và đây là câu hỏi số 3. Hai đội hãy lắng nghe thật kỹ nha, câu hỏi này cực kỳ ngắn luôn. Khi mua dài đó thì nên mua dài buổi nào? Đen Dương. Đen. Buổi sáng. Buổi sáng. Nói luôn có cần nhường buổi sáng. Sáng. Buổi sáng. Đúng rồi, đi tôi nhận hết. Em chọn buổi sáng. Tôi buổi sáng. Tôi sẽ bấm chuông trước, tôi chọn buổi sáng. Không, tôi đã bấm chuông trước rồi. Tôi làm buổi sáng. Tôi chọn buổi sáng. Đúng rồi, chúng tôi chọn trước rồi. Thì tôi buổi tối. Buổi tối. Buổi tối. Tối. Sao buổi sáng nè? Buổi sáng, tại vì con người bình thường phải sống đúng độ là bình thường buổi sáng phải dậy. Buổi sáng dậy. Buổi tối dậy làm gì?
buổi sáng dậy đi chợ. Đi chợ đúng, đi chợ thì mua sắm, mua đúng. Mắm mua muối, vỗ cha chú mèo, vỗ cha chú mèo. Thì đi chợ, trong chợ sẽ có rất là nhiều sạp. Đúng rồi. Mà cái chợ gần nhà anh, chợ Hòa Bình. Ghê vậy. Từ nhỏ anh sống trong cái, gần cái chợ đó. Là anh bước vô cái cổng cái chợ là cái sạp dài dép là sạp đầu tiên, ngay gần cổng chợ. Cho nên là nhỏ má anh với anh đi chợ là anh bước vô thấy cái sạp đó bán dài đầu tiên, kêu má anh mua cho anh đôi dài. Cho nên là vào buổi sáng là đi mua dài đúng nhất. Chuẩn nhất. Đó, câu chuyện của tôi đó quý vị. Còn bên chúng tôi là buổi tối. Bởi vì sao? Những bà bán dài đôi khi khuya bán là mệt mỏi, và sáng thì mấy chị thức sớm mà vô anh mua dài. Mà dám trả giá buổi sáng không? Chưa, tại vì khách hàng đầu tiên mà dòng mà trả giá dễ bị chữ lắm. Cho nên buổi tối là thích hợp nhất. Khi đó tâm lý của mấy chị ổn định rồi, mấy chị vui vẻ rồi, nói nhiều chị cũng bán. Còn buổi sáng mình mua rồi mình vô mình trả giá này nọ, nhiều khi xui mấy bà chữ mình. Cho nên chọn buổi tối là có cái sự tích, là thí dụ mà mua dài mà trả giá là sẽ cho ăn dài, ăn dài liền. Cho nên chỉ một buổi tối hả? Đúng rồi, buổi sáng là nên đi thử máu. Cái gì? Thử máu, đi xét nghiệm là thử máu là phải buổi sáng, đúng không anh? Tại vì khi sáng mình chưa ăn sáng gì hết mình, đúng không? Hợp lý, khoa học đàng hoàng chứ phải nói tào lao. Thử máu là buổi sáng, thử dài là buổi tối. Ủa cái đó liên quan gì? Liên quan gì? Thì nó cũng là thử mà. Nhưng mà ta đang hỏi mua dài cho nhiên viên của bệnh viện. Bây giờ vậy nè. Ok. Hồi nãy mình nói là buổi sáng, và hồi nãy Lê Dân Bảo Lâm cũng chọn là buổi sáng. Bây giờ phản biện cho buổi sáng là cái gì? Lý do gì? Nếu mà nãy em nói là buổi sáng, nếu như em chọn buổi sáng thì em sẽ lý do gì? Là buổi sáng mấy chị bán dài hay cọc không trả giá được. Với lại shop dài phải 10 giờ, 11 giờ tới mở. Không, cái đó là cái lý do để em biện luận cho buổi tối. Nhưng mà hồi nãy ví dụ mà em dành trả lời trước á, em nhường á thì em sẽ trả lời lý do gì. Mời em, cứu anh. Buổi sáng á, tại vì thường khi mà con người ta mới ngủ dậy á thì cái cơ thể người ta là giống như chị, mình muốn biết mình nặng bao nhiêu ký đi, mình mới ngủ dậy là buổi sáng thì cái cơ thể mình nó không có bị tác động nhiều. Thứ nhất đúng. Là kích thước chân nè, cái cơ thể mình tất cả nó này đều đang là kích thước chuẩn của mình, thì mình đi mua giày buổi sáng thì nó mới hợp lý. Ồ đúng, cái này định nói. Không, nhưng mà em chọn buổi tối. Buồn quá vậy, nhỏ này. Đúng, buồn đi, rồi đi vậy đi, đi về bánh. Coi như là buổi sáng là cái gì chúng ta chuẩn chuẩn nhất đúng không? Dạ. Yes. Buổi sáng á là mình đo người mình nó chuẩn vậy thôi. Chứ mình thì mình nên đi mua buổi tối. Lý do là tại vì buổi tối mình đi mua là buổi sáng là thường là mình phải đi làm đúng không? Ngày xưa em đi mua giày, em cũng thích đi mua giày lắm. Mấy đôi giày của em cũng rẻ, 320, 340 vậy đó. Nhưng mà em đi mua buổi sáng. Thì cái bà buổi sáng bà mới nói là ủa hôm nay sao con đi mua giày buổi sáng? Em kêu dạ thì con nghỉ đi làm để con đi mua buổi sáng. Không kêu con nghỉ đi làm vậy rồi tiền đâu con mua giày. Em mới nhận ra hôm đó em không đi làm buổi sáng, em mất tiền lương buổi sáng, đâu ra tiền em đi mua giày. Bởi vậy mình mới phải đi làm buổi sáng, có tiền buổi tối mình mới đi mua giày. Tào lao. Tào lao thiệt, trời ơi. Em nóng quá rồi luôn. Em không chấp nhận được. Đúng rồi, không tại chấp nhận được. Tại sao lại là mua buổi sáng không được? Thứ bảy, chủ nhật buổi sáng có đi làm không? Đúng rồi. Không có đi làm, là người ta bình thường người ta đi mua sắm là vào nhân dịp là cuối tuần. Cuối tuần. Thì người ta đi cuối tuần mà đi buổi sáng thì mới cái đúng cái tiêu chuẩn, cái cơ thể của mình, chân mình sao, cái cân nặng sao thì mình theo cái căn cứ vào cái đó mà mình mua cái giày, đúng không anh? Đúng. Tại vì phải mua buổi tối, thật sự luôn, em làm thích mua giày qua lòng lề đường lắm. Mỗi khi mấy chị trải ra lòng lề đường thì buổi tối em lại em lựa. Em vô tình em lựa, và nhiều khi mà mấy anh mà hốt ở ngoài lòng lấn chiếm lòng lề đường đó thì em đang lựa thì hốt cái mấy chị lật đật, mấy chị chạy. Mấy chị vô tình mấy chị chạy. Thì em nói là chị ơi em cầm đôi giày, chị ơi em chưa tính tiền. Chị nói thôi cho em đó. Là em nói là buổi tối là thích hợp nhất. Bởi vì đó em nghĩ là như vậy. Thôi nói chung là chúng tôi thì chọn buổi sáng. Chúng tôi buổi tối. Rồi các bạn hỏi gì hỏi đi. Dạ em xin hỏi chị Harry ạ. Thì hồi nãy chị nói là nếu như mà buổi sáng khi mà mình vừa ngủ dậy thì chân của mình nó chưa có tác động gì hết. Thì nếu như mà mình mua buổi sáng thì khi buổi trưa hoặc là buổi chiều chân của mình bị tác động vào, nó sẽ bị chật cái bàn chân của mình. Là lúc đó em không mang giày nữa, đi băng bột. Đúng. Cái chân của mình á là buổi sáng là đúng cái kiểu ấy hơn. Còn buổi tối á thì nhiều khi, tại vì nó tùy theo cái người đó là đi làm cái nghề gì. Có người thì nếu mà đứng nguyên ngày á, giống như làm MC, giống như là Ngọc Trai đi chị. Là dạ em cực lắm luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đau chân này nọ. Nhưng mà những người thật sự thì những người mà đi làm việc văn phòng bình thường á thì cái chân của mình nó không có tác động nhiều hết trơn á. Nhưng mà buổi sáng á nó có cái gì đó, cái chân của mình nó sẽ nó gọn và nó có cái gì
đúng cái tiêu chuẩn, cái có thể nói chung là đi mua cái gì và may đồ cái gì á là thông thường là người ta đo size buổi sáng chứ không có ai đo buổi tối cả, là thông thường là như vậy. Đúng. Còn thêm một lý do nữa tại sao chúng ta phải đi mua giày vào buổi sáng, tại vì ông bà ta có câu giày thừa dép thiếu, đúng không ạ? Dạ. Giày thừa dép thiếu thì chúng ta nên đi mua giày buổi sáng là chi, là buổi sáng là cái chân mình vừa nhất. Còn buổi tối thì thường thời tiết lạnh hơn hay là nóng hơn buổi sáng à? Tùy ngày hôm đó, nhưng mà thường là lạnh hơn. Đúng không? Thường là lúc nào cũng sẽ lạnh hơn. Cho nên thường lạnh thì chân của mình sẽ bị co lại. Nếu như mà chúng ta mua buổi tối là cái chân mình đang teo, là mình mang vừa. Tới sáng cái chân mình nó nở ra, nó chật là không có thừa được nữa, là bị chật, là bị sai cái ông bà mình dạy. Cho em hỏi là sáng mình mua mấy giờ được hả chị ha? 5 giờ rưỡi sáng là mua đẹp nhất. Cái giờ đó sương xuống lạnh lạnh, đi chạy ngoài đường lạnh sướng người. Cái gì mà đúng thế? Không có tối hả? Giờ em trả lời giờ dùm. Không, thì cái đó là tùy vào cái trường hợp của mỗi người, cơ địa mỗi người. Lý do của anh Lâm em nghe có vẻ rất là thuyết phục. Đi mua vài buổi tối. Cái vụ mà ơi cô chưa trả tiền. Tình ngay Lý Giang, tiện vô tình có đôi giày miễn phí. Em có một câu hỏi một à. Mời em. Anh mua chỗ đó chỗ nào chỉ em. Số 35 đường Nguyễn Trãi. Ngay chỗ ngoài đường á, chỗ này. Ngay chỗ bán nón bảo hiểm rồi nọ đó. Kế bên có bà bán giày có cái mà cái miếng mũ màu xanh á, hơi bị nhiều luôn. Nguyên một dãy luôn á nha, hơi bị nhiều luôn. Tại vì mình phải chọn cái bà bán đầu tiên. Bà chụp cái là bà bị dính liền. Đừng có đi xuống giạt kia, chạy kịp nha. Cái bà mà cái bạc đầu tiên á, mình phải canh bả, phải canh ngay bả. Các đội chơi lựa chọn như thế nào à? TV lần, chọn ai lần à? Này em tin anh Lâm, em chọn mua buổi tối. Buổi tối. Bên kia tin anh đi. Tụi em cũng chọn buổi tối. Rồi bây giờ hỏi lại lần nữa nè, mọi người có chắc chắn chưa? 3, 2, 1. Buổi sáng. Dạ buổi sáng. Bây giờ không đổi nữa nha. Chốt rồi, một bên buổi sáng, bên buổi tối. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của chương trình. Lúc mà cái bàn chân mình nó có vẻ như là ổn định nhất đó, đúng form nhất đó, thì các bạn nên mua giày vào buổi tối. Các bạn nên mua giày vào buổi tối để chọn đúng được kích cỡ, bởi vì là khoảng chiều hoặc là vào buổi tối đó, thì sau một ngày dài hoạt động rồi, đây chính là cái thời điểm lý tưởng nhất để bạn chọn mua giày, bởi vì các bạn sẽ chọn được đúng kích cỡ bàn chân của mình hơn. Và sao có thất vọng hay là có cái vấn đề gì xảy ra không ạ? Hai đội chơi em đang rất là vui, rất hạnh phúc luôn. Happy. Sau ba câu hỏi thì đội điều khiển không có điểm. Rồi, TV ơi, hiện tại bây giờ các bạn đang tạm đứng đầu với 20 điểm. Chúc mừng các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của Sự Thật Thật Sự. Và ở vòng 2 của chương trình, có một cái bàn rất là to lớn ở phía trước sân khấu, che hoàn toàn ở phía sau. Các bạn không thể nào thấy được, đúng không ạ? Và bây giờ hai đội biện luận của chúng tôi sẽ đứng ở phía sau cái bàn đó. Sẽ có những chiếc ghế. À, những chiếc ghế đó nha. Đó, đấy chưa. Và nhiệm vụ của các đội chơi là các bạn phải làm sao tìm ra được đội biện luận đang ngồi ghế thật. Đó, vậy có nghĩa như là ở phía sau của cái bàn rất to này là chỉ có hai cái ghế mà thôi. Các bạn phải chú ý thật kỹ từng cái nét diễn xuất ở trên gương mặt của ban biện luận chúng tôi nhé. Nhìn thật kỹ nhé và chọn ra ban biện luận nào đang ngồi ghế thật. Xin mời ban biện luận chúng ta sẽ về đúng vị trí đội của mình ạ. Có vẻ như ở đằng sau lưng là có nhiều ghế quá ha. Nhiều lắm. Quá trời ghế luôn, ai cũng phải là né qua né lại trời ơi trời á. Chàng trai xin phép mời cả 4 thành viên của bài bình luận ngồi xuống ghế ạ. À. Diễn quá lâu.
Diễn lâu thì nói người ta diễn lâu. Không hẹn trước giờ diễn nhanh hay diễn chậm? Ok, mà ủa mỗi người một nét diễn em ơi. Vậy là em chưa bắt máy, chưa bắt kịp em. Mỗi người một nét diễn. Rồi vậy dạ, xin mời ngồi lại nè. 1, 2, 3, ngồi. Trời may quá. Ôi ngồi tướng đẹp dễ sợ luôn nha. Thiệt, cái tiếng cái tướng là cái tướng tự nhiên lắm luôn á. Dạ yeah. Mỗi người một nét diễn mà. À, thì bây giờ là mọi người cứ thoải mái trò chuyện này. Tại vì là các bạn đang ngồi trên ghế thật mà đúng không? Khi mà ngồi trên ghế thật thì làm sao mà chúng ta mỏi được à, đó, mọi người có thắc mắc gì không? Đó, xin mời. Xin mời, đặt câu hỏi đi ạ. Ờ, cái này đặt câu hỏi thì có gì sao mà đặt câu hỏi được. Ờ. Dạ. Hỏi đi rồi chứ, trả lời chứ. Đúng rồi. Hai đội chơi mong muốn là bài biện luận phải ngồi xuống ạ. Để cho họ có thể nhìn rõ hơn. Vấn đề là vậy nè mọi người ơi. Bình thường người ta tập SWAT á, cũng là người ta cho tập khoảng chừng 30 giây hay gì đó tối đa thôi. Rồi 10 giây thôi nha. Rồi xin mời mọi người tiến lên ạ. Tiến lên ở phía trước các bạn ạ. Rồi ok, khi nào mà kêu ngồi ngồi nha. 10 giây thôi, và trong 10 giây đó thì xin mời hai đội chúng ta hãy tranh thủ đặt câu hỏi ạ. À, bây giờ suy nghĩ câu hỏi trước đi nha. Suy nghĩ câu hỏi trước đi nha. Rồi chuẩn bị nè. 3, 2, 1. Xin mời hai đội biện luận cùng ngồi xuống. Rồi đặt câu hỏi đi. Ghế giữa hay ghế tròn vậy anh? Ai hỏi ai? Dạ em hỏi anh Dương Lâm. À ghế 1 bằng mũ. Nó có cái lỗ ngay chỗ cái đít dưới. Màu gì anh? Màu đỏ. Có xoay được không vậy anh Lâm? Cái mũ mà anh. Không, cái này mình phải tự xoay. Chứ nó không có cái rồng rọc để mình xoay. Trời, em ngồi ghế gì em bên này xoay nè. Trời ơi. Coi bên này xoay kìa. Anh ngồi máy xoay bột hay gì vậy? Ghê không? Thôi thì bây giờ thở rồi xoay đi. Mình thấy giữ okay. Hơn 10 giây rồi okay. Mình đã đếm rồi, hơn 10 giây rồi mọi người ơi. Mà cho em hỏi anh Đức là anh bước hơi xa từ ở trên xuống. Có thể là kích thước ghế hơi to đúng không anh? Không, ghế cũng nhỏ. Ghế nhỏ xíu xíu à. Thì quan trọng là cái độ bước của mình thôi à. Còn cái ghế nhỏ hay to thì tùy theo vòng ba của mình nữa. Dạ, thì đứng cũng lâu rồi chị Harry. Chị có thể diễn cho em cái cách ngồi ghế Wistop không ạ? Wistop là gì nhỉ? Là ngồi ghế kiểu sang chảnh đó chị. Đó, anh làm thử đi để em bắt trước nè. Đây, Wistop mình ngồi mình cũng không thể nào mình ngồi cái bịch xuống. Dạ. Mình phải kiểu mình ghế gì ghế gì vậy? Từ từ mình phải rà được cái độ cái ghế, cái độ ghế. Kiểu quý tộc chéo chân lên cho đúng em, không? Cho em ngồi kiểu dạ, bắt chéo chân quý vậy. Tộc chéo chân à. Ok, chéo chân. Đang chéo rồi nè. Đã, đó thấy chân anh chéo trời chưa? Trời ơi, ở dưới là chéo tới cái mức độ mà hai cái chân không gỡ được luôn đó. Thấy chưa? Nó lộn mèo trong trống luôn rồi đó. Ok. Mít Thi ơi, không biết là mình có thể nào mình ngồi xuống nhưng mà giơ hai tay lên trời mà ngửi làm sao 10 giây được không? Lên đi ngồi. Đó hơi khó liền. Đó hơi khó. Cái đó là bắt khó người ta rồi. Không nè, không mình ngồi vậy thôi, mình ngồi vậy cũng được nè. Đó, mình ngồi vậy thôi. Dạ, anh Lâm, anh Lâm. Ngồi xuống theo giống như bình thường livestream được không ạ? Gì? Livestream mình đứng thôi. Mọi người ơi. Dạ anh ơi. Thôi thì bây giờ chúng ta vẫn sẽ đáp ứng được cái yêu cầu bạn này nhưng mà không phải là bật ngửa ra làm sao. Thì mình giơ hai tay lên trời thôi đúng không? Ngồi xuống giơ hai tay lên trời thôi. 1 2 3. Rồi để 10 giây nha. 1 2 3 hết 10 giây. Ủa gì kỳ vậy? Mỏi, squat mỏi. Mỏi chứ, người ta có ghế ở đây đâu. Không, để lâu xíu là lòi rồi. Nếu mà dễ lòi quá như vậy thì sao là thành chúng ta thử được. Đổi không? Đổi, thử thôi. Đổi không? Đổi ghế. Không, mình đổi người thôi. Ghế mũ mà khiên coi bộ nặng quá ha anh Lâm ha. Rồi. Chị Mít Thi ơi, ngồi livestream đi ạ. Một lần nữa thôi nha. Dạ rồi. Hi, chào tất cả các bạn. Ok, chào mừng các bạn đến với livestream của mình nha. Ngồi chị dễ thương quá vậy. Trời ơi, gái tài như mì. Gái tài như mì. Bên đây. Cho làm một thử thách nữa được không? Nào dễ dễ nha. Bên đây thua nhiều. Nào dễ dễ nha. Cơ hội chấm dễ lắm. Xíu. Bây giờ chỉ cần hai thành viên trong bốn thành viên ngồi cho mình xem thôi. Xem hoài vậy? Xem hoài luôn á. Nãy giờ làm hồi rồi, 7-4 lần rồi đó em. Xin ban biện luận viên hãy giúp các thí sinh một lần ạ. Một lần này thôi, không lâu nha. Không lâu đâu nha, đừng có bắt 10 giây, 5 giây gì nha.
giờ ngồi ăn bún riêu đi. Dạ xin mời. 1, 2, 3 ngồi. Và đi piano. À, ăn bột chiên. Ăn bột chiên. Cuốn bánh xèo. Hết rồi. Nên nhớ nha là tìm ra đội biện luận đang ngồi ghế thật. Dạ chị Harry ạ. Em xin chọn chị Harry là đang ngồi ghế thật. Xin mời các bạn. Anh Đức Harry Won. Bởi vì hai sự lựa chọn giống nhau, một lần nữa chúng ta sẽ hỏi ý kiến của các bạn khán giả. Đầu tiên sẽ là các bạn khán giả bên đội TV ạ. 10. Rồi còn bên đây. 12. À. Nãy giờ mọi người gồng quá rồi, thôi giờ em phụ mọi người nha. Như đã nói rồi là chúng ta sẽ tìm ra đội biện luận nào ngồi ghế đúng không? À, đây là đội biện luận của Lê Dương Bảo Lâm nè. Với lại Miss T nè. Ngồi ghế nè. Ngồi cái bệt xuống luôn nè. Mình đợi đó mà. Tới bên đây nè. Dạ. Thật không ạ? À? Thật không ạ? À? À, dạ là thật ạ. Là thật ạ. Và đây đội biện luận viên của Harry Won và anh Đức chính là đội ngồi ghế thật ạ. Và với câu trả lời này thì trai rất mong là các bạn khán giả sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn cho Lê Dương Bảo Lâm cũng như là Miss Thi. Diễn quá xuất sắc luôn ạ. Em lộ hết chứ hết trời à. Ai làm lộ? Ai lộ? Tại vì em diễn giả trần trần đó. Cái gì vậy? Nghĩ sao vừa mới vô kêu các đội chuẩn bị đứng như nè. Em có cái thấy ghế mà đứng như nè. Em có thấy. Em có thấy. Đúng rồi. Vô ta biết rồi. Vô vừa mới kêu nè. Vô mới vô các vô. Hai đứa luôn. Dạ xin mời quý vị. Em thấy luôn. Cái ghế nào mà đứng dài. Đúng rồi. Nhưng mà quý vị có thấy cái khoảnh khắc đó không? Dạ alo. Cái này em bên anh Lâm mà. Anh diễn em nhìn vô là biết ngồi ghế luôn. Vô anh dở mà còn nói quá nữa. Anh ngồi cũng bơ luôn, ngồi gì luôn. Lâm vô, Lâm có choàn ra ngoài sau, đi ra ngoài phía sau rồi vòng qua nữa. Thấy không, em diễn tinh tế. Ở đây là anh cứng nghề nhất á. Mà anh diễn cùng chân chân chứ vậy. Anh vô nghề năm em 3 tuổi. Đồ tăng em đi. Em vô căng bầu là anh đã đi diễn rồi. Mà bây giờ em làm nghề chung anh luôn. Mà anh còn diễn giả chân chân như vậy. Ngồi hết trơn trời. Và 10 điểm của vòng 2 thuộc về đội điều khiển. Và vòng 3 của sự thật thật sự là hai đội chơi chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình. Trên màn hình sẽ được chiếu những đoạn clip. Nhiệm vụ của hai đội chơi là phải quan sát thật kỹ từng tình huống, từng chi tiết ở trong đoạn clip đó để có thể dễ dàng trả lời câu hỏi liên quan đến tình tiết ở trong đoạn clip tiếp theo. Và bây giờ xin mời đoạn video clip ạ. Trong tình huống tiếp theo, con chó sẽ làm gì? Hết. Con chó lên tán vô mặt. Con chó biết tán luôn hả chị? Và bây giờ thì là hai đội biện luận chúng tôi sẽ đưa ra hai tình huống. Xin mời các đội chơi chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Ngang nhường. Cái gì? Tốn tôi nhường tiểu phẩm bên kia à. Bây giờ em sẽ anh làm con chó đi. Em sẽ làm con người. Mình diễn vai con chó. Dạ. Chứ không phải là Đức làm chó nha. Anh diễn con chó đi. Ủa là phải diễn thiệt à? Dạ. À, cho mình hỏi cái này là trứng luộc hay là trứng... À cho dù luộc có luộc cũng không đập được nha. Kệ đi. Mình chỉ là ví dụ thôi. Thì mình ví dụ. Và cho dù là có thiệt thì cũng đừng đập luôn. Trái này mặc dù luộc rồi luôn nha. Kệ, cái này luộc rồi cũng chết nha.
Anh ơi, trái kia luộc rồi chết luôn. Anh wow wow đi. Hả? Anh wow wow đi. Ok. Anh bây giờ đợi chút xíu. Wow 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 wow. Thôi thương quá. Wow 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 wow. Trời ơi, các bạn thấy không, ba biên đội chúng tôi hy sinh vì công việc không? Trời ơi, hy sinh. Ơi, ơi. Vậy? Thư điện. Đó này. À, thư điện con ơi, thư điện con. Đừng đừng vậy là hư đó con. Chó ơi, chó ơi, qua đây nè chó. Đây, qua đây đi chó ơi, chó. Đây 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 đi, vô đây vô đây. Ôi trời trời, chó cưng quá, cưng quá. Wow. Trứng luộc kìa. Trời ơi, ngon lành u cha cha. Ấu 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 giả bộ hả ta? Ấu ấu à. Thì nó lỡ rồi anh. Ấu ấu ấu. Con chó ơi, trời ơi, có chó đừng có sủa nữa nha, ăn trứng nè, đầy trứng nè, u cha cha. Đây. Ấu. Ai đâu muốn cái đoạn này. Ấu. Đây, qua đây đi. Cái này phải làm gì cái bóng rổ vậy? Thôi. Ôi ngon à, anh. Đây, con chó. Chó, 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 chó. Mà giả bộ thôi. Cái chó, chó ơi. Chó, giả bộ. Chó không biết nói tiếng người. Trời ơi. Chó qua qua thôi. Học cái khúc này xả da chút xíu. Dạ. Nhìn sợ chứ. Xả da chút xíu xong quay lại nha. Ok, ok, ok. Rồi. Ok. Âu. Chó qua. Âu, mình tập vậy là giả bộ nha. Rồi, đó, vậy đó. Rồi. Nó chưa bể anh. Hả? Anh phải làm nó cho nó bể chứ. Cắt giùm ấy. Cắt, cắt. Em diễn cho đóng thế, em đóng thế. Đúng rồi, em có cái đờ, có cái đờ. Có cái đờ. Rồi, vô, vô, vô. Không, không, em đóng vai cô chủ. Em đóng vai cô chủ. Em đóng vai cô chủ. Không, em đóng vai cô chủ à. Em đóng thế, em đóng thế. Cắt khúc này. Có nghe nè. Được, em diễn viên sân khấu đó. Không. Em tiết chế giỏi lắm. Cái đóng phim, ví dụ mà cái đoạn mà bị nguy hiểm đó. Ừ. Là mình, ví dụ cái người mà bị đâm á. À. Là cần cách cà đơn. Nhưng mà cái con chứ chó. Phải cái người đâm. Con chó là không cần cách cà đơn. Không lẽ con chó này thế con chó kia. Không được. Không, mình có mấy con phim Hollywood đồ, mình có làm mấy con chó bằng máy đồ đó. Không, em làm được mà. Yên không? Tâm, anh chỉ là con chó. Em chỉ là con chủ. Anh tin em. Tin em. À, không, anh biết tin em. Tin em bé 10 phút chó. Chết. Chó. Chết. Vô. Chết. Không đi đâu nha, đây rồi. Rồi. Chuẩn bị 1 2 3 đặt. 1 2 3 nha. À, khúc này sủa không được luôn. Sủa đi chó ơi. Sao không sủa được? Cái kỳ vậy ta? Thôi, phải đập cái này thôi. Đập vô mặt. Không biết chó có sống nổi hay không. Ồ, 1 2 3 bom. Bom. Đổi vai, đổi vai, đổi vai, đổi vô vai. Không hả? Ok, vậy thì mình sẽ đưa cái khác hen. Ôi nó mập nó, trời ơi. Wow, nặng á. Ôi. Wow. Wow, cái này mà đập vô đầu là chết à. Con chó ơi, cái này là tình huống tiếp theo là con chó sẽ làm gì nha. À. Dạ đúng rồi. Bạn làm diễn viên quần chúng đóng thế hoài mệt ghê. Thôi anh làm con chó kỳ quá, anh đi ra chỗ khác đi, em làm con chó cho. Đi ra. Wow, dạ đứng trong chỗ đi. Anh vô đây đi, anh vô đây đi. Hên quá, cái khúc này đổi lại. Đổi đi anh. Nhưng mà em, khúc này là à, chị Harry ơi, ký bảo hiểm cho đây. Rồi diễn đi, nói chuyện với mọi người đi. À. À, các bạn. Con chó đá đi vô hấu. Là con cho nó lên nó đá vô hấu luôn. Hay quá vậy. Yes. Rồi, yeah. Con chó đội nhà mình. Con chó đội nhà mình. À. Là nó hất hất cái vô hấu. Nó bây giờ là nó tức, hiểu không? Đúng. Nói chung là cái gì mà nó chèn ép quá thì con chó nó cũng bùng nổ. Bùng cho nổ. Nên nó phải nó hớt cái đó. Đúng. Để cho chủ nó không có làm được cái gì luôn. Đó là ý kiến của chúng tôi. Đó, đúng. Dạ, xin mời tình huống của Lê Dương Võ Lâm và Missy ạ. Dạ thưa mọi người, nếu như mà anh Đức diễn con chó đực thì em sẽ diễn con chó cái. Chó cái kìa. Đúng ha, nền nã dễ sợ luôn, nhẹ nhàng dễ sợ luôn. Chó cái thấy chó đực sao nè. Quắt đuôi, quắt đuôi nha. Mọi người phải biết là con chó động vật á, là bình thường là con đực nó đẹp trai, còn con cái xấu lắm. Cắn. Cắn lắm, cắn. À, thôi nhưng mà
Nè, thấy gì đi không? Thử nhiên. 2, 3. Gì lây quá vậy? Em xin lỗi, xin lỗi. Em tưởng không có đau. Em xin lỗi vậy nó mới nứt. Rồi tiếp 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 vô vai lại anh. Sao cái giọng con nó rè quá vậy? Chó cũng bị khang tiếng. Ừ, rồi lột xong rồi ăn ăn không? À, ăn rồi hả? Trời ơi, nó trứng lòng đào. Cô hay ghê không? Ô, việc cô quá cáo luôn. Làng chó quá cáo luôn. Trời ơi, nó quá cáo luôn. Chó quá cáo luôn kìa. À, này chưa sao, này chưa sao, này chưa sao. Mình có đập thiệt không? Vẫn như vậy hình thể á. À vậy. Một. Xuống trước nè anh. À, xuống. Không có chung. Anh phải diễn cho nó thật vô đây nè. Rồi, 2, 3. Sao con? Ăn không? Không, trong clip nó ăn. Không, trong clip em thấy nó ăn một xíu. Chó có ăn không? Dạ có. Có liếm. Sao ba giúp giùm em cái? Đóng hai vai tiền có một đầu. Dạ coi. Không có cầm tay liếm thôi. Không có cầm tay cái con này đó. Chó cầm. Đây lúc này quá cáo rồi mà. Hồi nãy diễn cái bằng đoạn quá cáo rồi. Cáo cũng không có cầm không tay nữa. Con quỷ với con gà chó gì. À rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Hay quá. Chị Harry, lúc mà nó ủi đi như vậy á thì phản ứng nó có giận dữ không hay là chỉ là vô tình nó ủi trái dưa hấu rớt thôi chị? Nó làm giả ngu ngơ. Giả ngu ngơ. Giả ngu ngơ, nó không có kiểu như là làm khủng khiếp cho lắm, nó giả ngu ngơ, nó kiểu như là ơ rớt rồi hả, kiểu như vậy. Chó giả bộ. Chó giả bộ. Chó này nó được giáo dục. Chó này là được giáo dục. Theo quan sát trong clip á thì cái đầu của con chó nó chỉ lú lên có một xíu thôi. Thì làm sao mà cái tay của nó có thể đưa lên tới được? Có thể là đưa lên được. Con chó nó có cái tay mà. Tay nó có thể dựa vô cái này được mà. Còn cái chân của con chó nó không có dính ở dưới đất. Vẫn lên được. Cho mình hỏi bên đội của Miss Thi nha. Là bên em nói là con chó nó sẽ bỏ chạy đi. Thì nó sẽ bỏ chạy lúc là cầm trái dưa hấu lên hay là nó thấy trái dưa hấu để trên bàn thì nó bỏ chạy đi? Dạ, lúc mà cầm lên là nó chạy ra, giống như mình phản ứng bình thường thôi. Rồi bây giờ thì mình chốt đi ha. Bên đây sẽ chọn tình huống là con chó nhậu lên hất cái gì không? Chốt phải không? Chốt rồi. Rồi chốt, không thay đổi nha. Dạ, còn câu trả lời của đội em đó chính là con chó sẽ bỏ đi à. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chốt đáp án nhé. Mà tất nhiên là chúng ta sẽ không diễn lại. Trên màn hình sẽ là những diễn biến tiếp theo của đoạn video clip. Và đó cũng là đáp án của chương trình đưa ra. Xin mời mọi người. Con chó nó không phải là hất tay hay là đẩy trái dưa hấu đi, mà người chủ giờ trái dưa hấu lên là con chó chạy đi. Với câu hỏi này thì 10 điểm nó thuộc về cho đội TV. Trai xin được phép tổng kết lại số điểm sau 3 vòng nhé. Đội điều khiển hiện tại bây giờ các bạn đang xếp vị trí thứ nhì với 10 điểm ạ. Đội TV, các bạn đang dẫn đầu với
30 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến vòng cuối cùng là vòng 4 của sự thật thực sự. Giờ là vòng cuối cùng của sự thật thật sự rồi, vòng 4. Ở cái vòng này thì nó không đơn giản đâu mọi người nhé. Hai đội chơi là phải cố gắng dùng hết tất cả mọi giác quan cũng như là sự quan sát nhạy bén của mình tìm ra đội biện luận có thể trình diễn được ca khúc Carry Carry. Âm nhạc xin được phép bắt đầu. Anh Lâm Trường hát là cái giọng phải giật giật nha. Trường nó trời nắng đường vắng, em với chúng tôi mây người ngồi xuống chuyện vui. Ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền. Ánh mắt dấu nỗi buồn xa xa, chuyện tình yêu giận hờn mấy trống để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và anh muốn carry em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên, nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên. Và em yêu đi đừng suy tư mãi, để anh luôn thấy carry mãi giữ trên môi những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mơ tôi say. Bình thường thì chúng ta thấy là có nhóm bè Cadillac ha, còn anh Đức có vẻ là nhóm bè là Cadi luôn đó. Đi luôn hả? Đi luôn đó. Rồi, với những cái phần trình diễn mà gọi là sơ sơ vừa rồi đó, là không biết là hai đội của chúng ta có câu hỏi gì không ạ? À? Xin mời. Cho em hỏi là sao mà chị Harry Won không nhép theo lời bài hát vậy? Không thuộc. Em coi chương trình, về mở chương trình coi thường xuyên hơn tất cả các số luôn. Là trước giờ là Harry lúc nào cũng vậy nha. Con mà anh không nhớ à, những cái bài hát em biết em hát cho bộ. Mình nói vậy để gài, khán giả sẽ coi, người ta nghĩ là vẫn dòng sao em không hát được. Nhưng em sẽ là những người hát được. Nói chung là cái màu của Harry là không hát vậy đó, không hát vậy đó. Sự thật chứ chắc gì thật sự là vậy mà mọi người ơi. Lỡ người ta biết hát mà người ta diễn không biết hát làm sao? Quên chứ mình đi về chứ. Đúng rồi. Anh Lâm ơi. Gì cưng? Anh hát được bài này không? Trời ơi, anh vũ đạo, lát anh cầm micro vũ đoạn ra nó bao dây anh liền. Anh giật ra vô liền, vũ đoạn liền. Em tin anh. Ok, mời em. Ủa sao em dễ tin người ta quá vậy? Nói con vậy là tin à? Anh Lâm cho mình hỏi là đi hát karaoke Lâm thường được mấy điểm? 105 điểm. Trời ơi. Không tin luôn á. Em chọn Mithy. Ok. Chọn chúng tôi đi. Rồi dạ xin mời đội TV ạ. Chọn Harry đi nào. Em chọn anh Bảo Lâm. Em chọn anh Bảo Lâm. Em chọn anh Bảo Lâm. Sao vậy? Trời ơi. Tại vì cái người mà ít ai ngờ tới nhất mà em sẽ chọn. Rồi nói gì nữa. Rồi bây giờ bởi vì là hai đội chúng ta đã lựa chọn giống nhau rồi, một lần nữa Ngọc Trai xin phép hỏi ý kiến của các bạn khán giả. TV, bao nhiêu người đồng ý ạ? 7 người đồng ý. Còn bên điều khiển bao nhiêu người đồng ý ạ? 11 người đồng ý. Và bây giờ khi âm nhạc nổi lên, các bạn bình luận chúng tôi sẽ cất tiếng hát và các bạn sẽ biết được ai là người có thể trình diễn được ca khúc Katie Katie. Xin mời âm nhạc. Thank you.
chưa được hỏi nữa rồi. Tranh đất Việt à. Em nói là chọn đi không chịu. Sau 4 vòng thi thì Ngọc Trai xin phép được tổng kết lại số điểm. Dạ. Đội điều khiển dạ 10. Dạ 10. Chúng ta ở vị trí số 2. Dạ. Đội TV 30. Vị trí thứ nhất cho chúng mừng bạn. Và như các bạn cũng đã thấy rồi đó, cái dòng đặt tên đó, nó dễ ứng vô cái mệnh của mình lắm. Đội TV sau 4 vòng thi thì họ chính là người chiến thắng của sự thật thực sự ngày hôm nay. Và họ đã mang về cho đội của mình một chiếc TV với gọi là Smart TV iSlim Pro 43 inch chạy hệ điều hành Android 9.0. Đây là một sản phẩm và phần thưởng đến từ nhà tài trợ Asanzo của chương trình. Cái này là siêu tiết kiệm điện năng luôn đó. Và đây đội về nhì. Tuy các bạn về nhì nhưng mà các bạn vẫn nhận được một phần thưởng giá trị không kém. Đó chính là một chiếc điều hòa không khí iQOO một ngựa dòng inverter, rất là tiết kiệm điện luôn, cho nên là mọi người cứ xoài thoải mái nha. Và đây cũng là một phần thưởng đến từ nhà tài trợ Asanzo của chương trình ạ. Và các bạn khán giả thân mến, chương trình Sự Thật Thật Sự thời lượng đến đây đã là chấm dứt. Chương trình Sự Thật Thật Sự với sự phối hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty TV Hub thực hiện, khung giờ phát sóng rất là quen thuộc là vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Ngọc Trai xin thay mặt cho ban biện luận, hai đội chơi gửi lời chào cũng như lời cảm ơn các bạn khán giả và hy vọng rằng sẽ gặp lại các bạn khán giả ở Sự Thật Thật Sự tập sau. Tạm biệt.